Mến chào các bạn, rất vui lại được gặp các bạn trong buổi tập của ngày thứ hai chuỗi 3 bài tập yoga chữa bệnh chân kiềng ích kiềng o ở trẻ và cả người lớn nhé. Tuy nhiên thì như Kim Toàn đã nói, Kim Toàn đã tập trung chủ yếu vào đối tượng là ở cái độ tuổi có thể chữa được khỏi mà ở cái ngưỡng tốt nhất có thể. Đó là cái độ tuổi mà cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn. Và ở cái độ tuổi này thì rất là dễ làm sao điều chỉnh lại những cái tổn thất của cơ thể. Còn khi đã ở lớn tuổi đấy thì chúng ta cần cái sự nỗ lực hơn và cần cái sự nghiêm túc hơn. Và ngay sau đây các bạn tập luôn cùng với Kim Toàn nhé. Và Kim Toàn sẽ giải thích dần dần. Bài ngày hôm nay thì sẽ có vừa động tác kéo giãn và vừa động tác trương lực cơ. Tư thế đầu tiên từ cái bàn này các bạn đẩy lên. Đúng rồi. Tập trung nhé. Chia thật dàn thật đều cái trọng lượng cơ thể của mình lên hai bàn tay và hai bàn chân. Đừng đẩy bừa một cái. Đúng sự thực là hầu hết chúng ta đều có thể tự chữa được tất cả các bệnh cho mình, kể cả về tâm lý lẫn thể chất nhé. Nhưng do chúng ta ham vui quá, mải chơi quá, hoặc là bỏ bê cơ thể, không cảm xúc, không nhạy cảm, đến ngay cả cái việc tập cái tư thế cái bàn mà mình cũng đẩy bừa lên một cái, dẫn tới là bị đau, bị mỏi. Còn làm khéo một chút ấy, thì các bạn thấy Kinh Toàn là nhắm mắt lại một chút không? Và chia thật đều, dàn thật đều trọng lượng cơ thể mình lên bàn tay và bàn chân. Thì cái việc giữ tĩnh và lâu rất là nhàn, nhàn cực kỳ luôn. Bài ngày hôm nay thì sẽ vừa tập động tác kéo giãn, vừa đập động tác trương lực cơ. Và như buổi trước Kinh Toàn chia sẻ rồi, chủ yếu cái bệnh kiềng ích kiềng o là do cái đầu cơ của chúng ta bị làm sao nhỉ? Bị dạo. Và để làm điều gì đó săn chắc lại thì không phải chỉ dừng lại ở mỗi động tác nhé. Tất nhiên là chúng ta chạm với nhau là nhờ những bài tập đúng không? Còn trong khi các bạn tập cùng với Kim Toàn thì các bạn vẫn được chia sẻ các kiến thức khác ngoài cái chuyên môn yoga, ngoài chuyên môn yoga nhé. Và không phải là Kim Toàn là một người chia sẻ cho chơi chung chung đâu. Kênh YouTube của Kim Toàn có rất nhiều những cái chuyên môn đặc biệt, các bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu dần dần theo thời gian nhé. Rồi hạ xuống, thật thoải mái này. Rồi, khép hai chân vào nhau. Thế vặn người nhá, đưa tay phải sang. Vặn. Xoay căng cái đầu của mình để rút dài cuộc sống của mình lên. Nhớ là dùng sức ở cái chân trái, gạt hai chân sang bên trái, đúng không? Chúng ta hướng sự chú ý chủ yếu vào cái khớp háng mặt ngoài mông này, khớp háng của chân trái nhé. Chân phải có thể thả lỏng, Kim Toàn chỉ dựng chơi chơi chung chung thôi, đúng không? Các bạn cứ giữ thật tĩnh nhá. Đúng rồi. Tĩnh, chắc, chặt chẽ, đúng không? Tĩnh, chắc, chặt chẽ. Tập trung vào chân trái, gạt toàn thân dưới sang bên trái. Còn tay phải sẽ gạt toàn thân sang bên, đúng không? Khóa chặt nhá. Thấy tức tức và trôi chối ở cái khớp, cái phần khớp háng ngoài, phía mặt ngoài cái chỗ cái túi quần của chúng ta bên trái đấy. Đây này. Đấy, thấy tức tức nhá. Cứ giữ tĩnh nhá. Rồi, khóa chặt giữ tĩnh. Còn trong trường hợp mà các bạn vẫn thấy khó tập quá thì các bạn cứ nhắn tin inbox với Kim Toàn. Kim Toàn sẽ gửi các bạn một cái video trong vòng một tiếng mà cả lớp tập cùng với nhau nhé, trên Zoom. Và các bạn sẽ thấy rằng là rất dễ tập luyện, không hề khó một chút nào cả. Vừa tập vừa chuyện trò, vừa tập vừa vẫn làm được việc. Thôi buông, đổi bên. Rút dài cái lưng của mình lên một chút. Đúng rồi, hóp cái bụng vào. Rút dài lưng lên. Được rồi. Rút dài lưng của mình lên. Đúng rồi. Dùng sức ở khớp háng chân phải, gạt. Gạt cái chân phải của mình sang bên gì ạ? Phải. Giữ nguyên nhá. Toàn bộ những video như thế này thì Kim Toàn đã đưa vào cuốn sách Kit Yoga trị liệu. Tất nhiên là vẫn trị liệu được với người lớn chứ không phải dành riêng cho kid. Nhưng chúng ta ưu tiên vào cái độ tuổi kid nhá. Chuỗi video này sẽ tập trung chủ yếu vào độ tuổi kid. Thực ra là độ tuổi kid tập hơi khó đấy. Vì các buổi trước Kim Toàn cũng chia sẻ rất là nhiều rồi, là do các con không có ý thức, không có tự ý thức được cái việc chăm sóc sức khỏe. Thành ra người lớn phải tập và phải động viên các con tập. Có thể là các bạn cảm thấy điều này là không cần thiết lắm, nhưng sự thực thì một tuần mà dành ra khoảng 2-3 buổi đi tập cùng với con có giá trị lắm đấy. Hoặc là cả nhà mình ấy, bố mẹ con cái bật TV lên, đúng không? Và mở kênh YouTube của Kim Toàn ra, tập cùng với nhau, được chưa? Sau đó thì mình cho con của mình một chút quà. Ví dụ là một tuần con cứ tập 3 buổi cùng với bố mẹ, thì ban đầu bố mẹ có thể là để dành cho con một buổi làm sao cuối tháng để được đi chơi, đi dã ngoại cùng với gia đình, vui lắm. Trẻ con nó chờ háo hức, chờ phần thưởng đó. Cũng giống như là chờ phát phiếu bé ngoan ấy, đúng không? Cứ mỗi một tuần lại có một cái phiếu bé ngoan, vui lắm, vui cực kỳ luôn. Sẽ cố gắng để làm được cái việc đó, đúng không? Trẻ cũng sẽ, chúng ta ở đây thì chẳng có ai là không đi qua cái độ tuổi trẻ cả. Và ai cũng có thích, rất là sưu tầm, thích cái phiếu bé ngoan đó. Vậy thì con cái của chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng có thể là chúng ta lại cảm thấy tạo ra một cái thói quen tốt cho con rồi, thì bắt đầu để con tự ý thức làm cái điều đó nhé.
các con tự ý thức thì có thể là ban đầu chúng ta mất một vài tháng để cùng đồng hành với các con. Và cuối tháng thì mình thưởng cho một cuộc đi chơi, đi du lịch hay là đi siêu thị mua sắm cái gì đó, quà cáp đúng không? Sau khi mà các con quen rồi nhá, thôi buông, xoay lại. Tiếp tục này. Để nhá, hạ cái chân phải kéo sát vào lòng thì đứa trẻ này, rồi khóa thật chặt, thật căng, thật chặt, đúng rồi. Sau khi mà các con quen, có ý thức quen dần rồi đấy, thì bắt đầu chúng ta rút xuống, chúng ta còn tập một tuần cùng với con khoảng 2 buổi thôi. Và chúng ta tăng cái món quà đó lên, tăng cái món quà lên một chút. Có thể là một tuần này thì bố thì tập, mẹ tập được một tuần 2 buổi với con thôi. Còn một buổi thì mẹ, bố phải đi tập cái môn khác để phù hợp chăm sóc sức khỏe của bố mẹ. Thì bố mới khỏe mạnh lên, mẹ mới khỏe mạnh lên đúng không? Thì mới có cái điều kiện để có thể chăm sóc con tốt hơn. Thì con tự tập nhé. Vậy thì cái việc con tự tập thì có thể là cuối tháng thì thay vì mình chỉ cho con đi chơi thôi, thì mình còn cho con thêm một cái món quà gì đó nhỏ nhỏ, đúng không? Thì ý thức học tập sẽ cao hơn rất là nhiều. Sau một thời gian thì các bạn có thể cắt xuống còn 2 buổi, hoặc là 1 buổi, hoặc là không còn buổi nào cả, con tự tập thôi. Thì có thể là mình lại đưa ra một cái gọi là một cái món quà tốt hơn một chút. Ví dụ như là một cái bộ quần áo đẹp, hay là một cái xe, cái gì đó, một cái gì đó nhá, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Hoặc chỉ đơn giản là làm sao nhỉ, động viên thôi. Hoặc chỉ đơn giản là động viên thôi, đúng không? Có thể là con ngoài cái việc tập, việc học nhá, thì con nghe xem thầy nói cái gì trong video đó, và những cái vấn đề thầy nói liệu con kiểm chứng trên cơ thể của con là có không? Mà nếu có thì cái cách xử lý giải quyết như nào ra làm sao? Có nghĩa là các con thay vì đọc sách thì các con tương tác với Kim Toàn, và Kim Toàn làm sao hướng dẫn các con có cái kiến thức để có thể tự chăm sóc bản thân được. Bản thân Kim Toàn bây giờ cũng có con cái, và các con mà tự chăm sóc được bản thân thì mình nhàn lắm. Mình có thể dành toàn tâm, toàn ý để có thể lao động, làm việc, kiếm tiền. Thậm chí là còn có dư thời gian để chơi nữa, đúng không? Chứ bây giờ các con mà cái làm cái gì chúng ta cũng phải chăm sóc. Chăm sóc học tập này, rồi kiếm tiền để làm sao? Để giúp các con thỏa mãn một số cái nhu cầu căn bản này, đáp ứng một số nhu cầu căn bản này. Ngoài ra là còn cứ phải trông nom, mệt mỏi cực kỳ luôn. Mệt mỏi vô cùng luôn. Mình cảm thấy rằng là gia đình không phải là niềm vui, là hạnh phúc nữa. Mà đôi khi còn trở thành một số cái vấn đề mà áp lực nhá. Chứ chưa nói đến cái chuyện là gánh nặng. Và càng nhiều bệnh tật mà càng phải chữa trị hoặc là không thể chữa trị thì đúng là trở thành những cái gánh nặng rất là mệt mỏi. Rồi duỗi thẳng chân trái ra, kéo sát vào trán nhá, động tác rất quen thuộc của buổi trước đúng không? Hai tay túm lấy cái gót chân, đan túm lấy gót chân, kéo siết về phía của mình. Thẳng cái lưng lên, thẳng cái lưng lên. Mỗi buổi tập chỉ có nửa tiếng thôi, rất là dễ. Một tuần mà tập 3 buổi thì không hề khó nhá. Còn trong trường hợp mà tuần mà tập 5-6 buổi đấy thì có là tuyệt vời. Khẳng định với các bạn luôn là hoàn toàn có thể xử lý được vấn đề, không tốn một xu thuốc nào cả. Thì buổi sau Kim Đoàn sẽ chia sẻ với các bạn một số cái chứng bệnh khác của các con mà chúng ta không biết thì rất là thiệt thòi cho các con. Tĩnh và chặt nhá. Buổi tập của ngày hôm nay thì sẽ vừa tập những động tác kéo giãn, vừa tập những cái động tác trương lực cơ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì các bạn cố gắng nhá. Ban đầu chưa quen rồi sẽ quen hết, chả sao cả. Thật tĩnh này. Cố gắng kéo ngửa cái bàn chân trái của mình vào lòng. Lưu ý là kéo đều cái bàn chân nhé, chứ đừng kéo bừa một cái. Kéo bừa một cái thì cái cạnh bàn chân của chúng ta sẽ bị nghiêng vào trong. Và hầu hết các con có bàn chân bẹt và kiêng ích thì bàn chân đều nghiêng vào trong hết. Các buổi trước Kim Toàn hướng dẫn rất là nhiều rồi. Cái gót chân này bị chai, cái cạnh trong bàn chân ở đây này sẽ bị đổ sát về phía trong lòng, dẫn tới là hai cái đầu gối mặt trong bị chạm vào nhau. Nhưng đây là do là vô ý thức là bị nhá. Còn chúng ta sẽ bẻ cái bàn chân này ra phía ngoài để chia thật đều. Còn đây là kéo bừa một cái là cái cạnh bàn chân nó sẽ bị thả lỏng. Cạnh bàn chân phải đấy, cạnh bàn chân trái cũng bị thả lỏng. Và sẽ kéo bừa một cái không có tác dụng gì cả. Các bạn cố gắng này, bóp bẻ ra ngoài thật làm sao để cái lòng bàn chân hướng lên trên sàn, được chưa? Rồi hạ xuống. Tiếp tục này, kéo sát chân trái vào lòng. Chúng ta đổi bên thôi. Nâng chân phải lên, kéo lên. Thật chắc, thật chặt, thật tĩnh nhá. Trong kênh của Kim Toàn thì có tới 1.700 video. Mà toàn video dài cả tiếng đồng hồ thôi. Có những video trong cái chuỗi bài xử lý vấn đề gì đó thì thường khoảng 30 phút. Còn để mà đạt được hiệu suất cao nhất chăm sóc sức khỏe chủ động đấy, thì mỗi buổi phải tập khoảng gần 1 tiếng. Thì hiệu quả nó mới là tuyệt vời, đúng không? Còn trong trường hợp các bạn có nhu cầu thực về cái vấn đề của mình thì các bạn cứ nhắn tin inbox với Kim Toàn riêng nhá. Kim Toàn giúp đỡ các bạn để giải quyết vấn đề không hề khó đâu. Dễ cực kỳ luôn. Tĩnh nhá, chắc nhá, chặt nhá. Ngoài ra thì Kim Toàn còn có một loạt các cái video dành cho hội viên. Tất nhiên là để đăng ký làm hội viên thì không khó đâu. Các bạn chỉ trả một cái mức phí nhỏ nhỏ xíu à. Ví dụ 50-60 nghìn một tháng, nhỏ nhỏ xíu.
Nhưng đấy không phải là cái kinh phí mà Kim Toàn thu nhập, chỉ là giữ gắn kết hội viên là những người mà thực sự mà yêu thích đam mê thể dục thể thao hoặc là chăm sóc sức khỏe chủ động thôi. Thì ở trong những cái video đó Kim Toàn giải thích rất là kỹ và chi tiết cho những người thực sự có nhu cầu học tập. Ví dụ đơn giản lát nữa thì Kim Toàn đã chia sẻ cái video ngắn gọn về cái cách sử dụng thảm định tuyến. Thảm định tuyến nhé, để các bạn hình dung là để tập luyện thì chúng ta cần phải có những cái trang thiết bị rất là phù hợp, chứ không phải là cứ chạy là chạy, cứ tập là tập đâu. Ví dụ bây giờ các bạn đang bị kiềng ích rồi đúng không, hoặc là bàn chân bẹt rồi đúng không, thì cần phải có những cái đôi dép làm sao mà đáp ứng được, tránh cái trường hợp là bàn chân của chúng ta bị bẹt thêm, chân của chúng ta bị kiềng ích nặng hơn, dẫn tới là còn hỏng và xô lệch cả khung xương chậu. Vậy thì cần phải có cái đôi dép dành cho những con người, các con tầm cái độ tuổi đó thật là phù hợp nhé. Và đôi giày cũng tương tự như vậy thôi. Đôi giày bàn chân bẹt không phải là những đôi giày mua đại ở chợ đâu nhá, mà phải làm sao ấn cái chân của mình, dẫm cái chân của mình lên một cái lớp mà đất mút xốp, đất mút hoặc xốp nhá. Các bạn hình dung để đúc được những cái dụng cụ trang thiết bị nhà bếp bằng gang ấy, ngày xưa là người ta hay dùng cát đúng không, để làm một cái khuôn, sau đó là đổ gang vào cái khuôn đó là để làm gì các bạn nhớ không ạ? Để thành hình cái khuôn đó đúng không? Ngày xưa đúc chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ cái chân của chúng ta cũng làm những cái việc tương tự như vậy, dẫm cái bàn chân của mình vào cái vật liệu đó và lõm xuống, sau đó mình đổ các cái chất liệu gì đó vào để tạo ra thành hình cái khuôn đó. Sau đó mình mới làm được thành cái đôi giày dành riêng cho cái con người có cái bàn chân đó thì mới đảm bảo được sức khỏe đúng không? Thôi rồi, thẳng chân phải của mình ra, kéo sát vào trán. Chứ không phải là trang thiết bị có dùng bừa và tất cả mọi người đều giống nhau nhá. Ví dụ như người già yếu rồi thì phải có đôi gậy đúng không? Phải có chiếc gậy đấy. Đi đâu phải chống gậy cho chắc chân chứ, chắc tay chứ. Ngoài cái việc sử dụng chân để di chuyển, chúng ta còn phải dùng cả tay để hỗ trợ đúng không? Hoặc là những người mà có các vấn đề cần vật lý trị liệu thì họ phải đi bằng cái bàn bốn chân ấy. Đi đâu nhấc lên đấy đi theo đúng không? Đó, người tàn tật cũng vậy thì phải đi xe ba bánh đúng không? Còn người khỏe mạnh mà làm sao nhỉ? Hoàn toàn có thể đi đất, cũng có thể làm việc được, cũng có thể chạy được. Còn người có cái bàn chân bẹt hoặc có cái kiềng ích hoặc kiềng o thì phải có cái đôi giày thật là phù hợp nhá. Thì tập luyện yoga cũng tương tự như vậy thôi, chứ không phải là cứ làm bừa và tập bừa nhá. Kim Toàn biết rất là nhiều người cái điều kiện kinh tế rất là tốt, nhưng trong cái quá trình tập ấy thì không biết lựa chọn và lựa chọn những cái thảm rất là rẻ lắm, thảm của Trung Quốc, thảm gia công rẻ cực kỳ luôn. Chắc là chỉ rơi vào tầm khoảng 80.000 một chiếc thôi. Các bạn hình dung 80.000 một chiếc thì mua ở bên kia chắc chỉ 20-30.000 đồng nhiều thôi, 20.000 đồng thôi. Vận chuyển về đây có thể đẩy lên thành 80.000. Và tập rất là hôi cực kỳ luôn. Không khác gì mùi tất của mình mà tất đi trong giày đấy, tất thối. Hoặc là những cái đôi dép mà ngấm nước vào là bị hôi thối chân ấy, kinh khủng cực kỳ luôn. Nhưng mà các cụ có câu rồi, dám ai vừa vũi người đó. Mình cũng chẳng biết là có những cái công cụ gì tốt hơn đâu. Thì lát nữa thì Kim Toàn sẽ có những cái video như vậy dành cho hội viên nhé. Các bạn có thể là đăng ký kênh hội viên của Kim Toàn, có thể là một cái mức phí rất là nhỏ xíu, có 50-60.000 một tháng thôi. Cũng chỉ đơn giản là mời Kim Toàn một cốc cà phê, vì tập với Kim Toàn lâu thì cảm thấy rằng là quý mến Kim Toàn một chút, muốn ủng hộ cái kênh của Kim Toàn có thêm một chút gọi là có thêm một chút, mình cảm thấy rằng là mình muốn tặng quà nhau, hoặc là mình mời nhau một cốc cà phê thôi. Rồi hạ xuống thì cái bàn nhá. Bây giờ đây thì động tác sẽ làm đi làm lại liên tục, tay đưa về sau, các bạn chỉ cần làm theo Kim Toàn thôi nhá. Hai tay cao bằng nhau, ước lượng hoặc là quái cái đầu về ước lượng này, ngắm này đúng rồi. Rồi bắt đầu làm này. Hít vào đẩy lên, đừng có đẩy bừa nhá, chia thật đều trọng lượng lên hai chân tay. Rồi hạ xuống, thở ra, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hít vào đẩy lên, đúng rồi, hạ xuống thở ra, nhớ là chia thật đều nhá, lên và xuống chia thật đều trọng lượng. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra, đúng rồi, tiếp tục này. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra, khó nhưng mà hiệu quả cao. Hít vào đẩy lên, chia thật đều nhá, lên và xuống thật đều, hạ xuống thở ra, phải cảm nhận thấy cả tay và chân đều có tác động. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra, tiếp tục này. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra, tiếp tục. Hít vào đẩy lên, làm 21 lần. Hạ xuống thở ra, tiếp tục này. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra. 10 lần rồi, tiếp tục. Hít vào đẩy lên, chia thật đều trọng lượng nhá, hạ xuống thở ra, lên và xuống phải thật đều trọng lượng. Hít vào lên, bàn chân bàn tay mình đều cảm nhận thấy hết. Hạ xuống thở ra, đừng tập bằng sức mạnh,
tập bằng cảm xúc của mình thôi. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra. Rồi, hít vào đẩy lên là thứ 14 rồi. Hạ xuống thở ra, cố gắng nào. Hít vào đẩy lên, nâng cao lên một chút. Hạ xuống thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào đẩy lên lần thứ 16. Hạ xuống thở ra. Tiếp tục nhá. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống thở ra. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống thở ra. Tiếp tục lần thứ 20. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống thở ra. Lần cuối, hít vào đẩy lên. Chia thật đều trọng lượng cơ thể lên hai chân hai tay, chứ đừng để nó bông ngón chân ngón tay lên. Hạ xuống thở ra thôi. Rồi, cái con công này, gác ngang cái cẳng chân phải của mình ngang chiều dài của thảm. Đó, chúng ta làm được tốt như thế này thì tốt quá, còn không thì các bạn cảm thấy đau chân quá thì kéo gọn gọn vào lòng một chút. Đó, mình thấy đau nhá, nhưng mà đừng có kéo bừa một cái. Kéo làm sao mà mình cảm thấy rằng là khi mình nằm xuống này, mình thấy rằng là tức tức chối chối nhưng mà vẫn hài lòng. Có nghĩa là vẫn cảm thấy ổn ổn, hoặc là thấy nhẹ quá thì nó chả có tác dụng gì cả, thì phải kéo cao cao lên một chút. Thì Kim Toàn làm tốt tốt một chút để các bạn tăng năng lượng nhá. Cẳng chân gác ngang chiều dài của thảm là tốt nhất. Còn trong trường hợp đau quá, cúi xuống đau quá không chịu được, cảm giác cái bẻ gãy cái khớp của mình rồi, lật cái khớp của chân, sái khớp của chân rồi, thì co co bớt lại một chút, đúng không? Nhưng đừng làm nhẹ quá nhá, nhẹ quá chả có tác dụng gì đâu, đúng không? Cái thời đại này đấy, các bạn hình dung này. Trước đây thì bây giờ Kim Toàn lấy cái mức tuổi của Kim Toàn đi nhá, là khoảng 44 tuổi. Ở cái mức tuổi đó thì để chúng ta có cái kiến thức, cái góc nhìn trực quan tốt hơn, và cái quan điểm, cái góc nhìn, cái quan điểm của chúng ta, hoặc là cái điểm quan sát của chúng ta, nhiều điểm quan sát hơn, để mình nhìn cái sự vật sự việc làm sao mà để có thể thấu đáo hơn. Cụ thể, những cái nhóm người ở độ tuổi tầm khoảng trên 45-50 trở lên ấy, thì đúng là cái thời đại đó rất là khó khăn. Thời đại khó khăn cực kỳ luôn. Làm gì có các cái điều kiện tốt để cho chúng ta học tập và lao động làm việc hay vui chơi giải trí đâu, đúng không? Dẫn tới là tạo ra những cái con người rất là mạnh mẽ, ý chí rất là sắt đá, kiên cường sắt đá, chịu thương chịu khó, đúng không? Thời đại khó khăn thì tạo ra những con người mạnh mẽ. Và những cái con người mạnh mẽ đó đấy thì sẽ tạo ra những thời đại dễ dàng, có đúng không? Dễ dàng. Ví dụ như bố mẹ của Kim Toàn ấy là sống ở trong thời đại rất là khó khăn, và do khó khăn quá các cụ chịu thương chịu khó, tạo ra một cái thời đại, cái chu kỳ xã hội rất là dễ dàng. Và cái chu kỳ đó là bây giờ này. Chu kỳ này thì lại rất là dễ dàng, đúng không? Chính vì dễ dàng thì cái chu kỳ xã hội mà dễ dàng thì lại tạo ra những con người yếu đuối. Yếu đuối, đúng không? Các bạn có để ý thấy rằng là giới trẻ bây giờ ở cái độ tuổi mà khoảng 30 tuổi đổ lại đấy, với mặt bằng chung của những thành phố lớn nhá, thậm chí là cả ở quê nông thôn ấy, thì thời đại dễ dàng lại tạo ra những con người yếu đuối. Và chúng ta cảm thấy rằng là có nhiều đứa trẻ là phải đến hai mấy 30 tuổi rồi vẫn còn làm sao, bố mẹ vẫn còn phải lo cho việc là ăn uống, thậm chí là ngủ nghỉ, mệt mỏi lắm, đúng không? Có thể là các bạn nhà ít con thì làm được cái điều đó, chứ nhà Kim Toàn thì còn có nhiều các cháu và còn nhiều mối thứ tự ưu tiên lắm. Chứ Kim Toàn cứ săn sóc như vậy thì cứ xăm xắn như vậy, cứ ôm hết ôm đồm hết vào lòng thì mệt mỏi lắm, đúng không? Thời đại dễ dàng tạo ra những con người yếu đuối. Rồi dựng chân lên, rồi đè hông nhá, động tác rất quen thuộc. Mỗi chân ở một bên vai, đúng không? Đau quá thì chống cái tay trái của mình xuống để hỗ trợ giảm bớt cái lực căng, lực đè. Được rồi, giữ tĩnh nhá. Và rồi nếu như cứ tiếp tục như vậy đấy, trong vòng 5, 10, 20 năm nữa thì điều gì xảy ra? Chắc chắn là những cái con người yếu đuối đó lại tạo ra cái thời đại khó khăn, đúng không? Đây là thực tế, là công thức cứng luôn đấy. Những con người yếu đuối thì làm sao có làm được việc gì đâu. Cái gì cũng mọi con thứ có sẵn, hưởng thụ từ bố mẹ. Thế bây giờ bố mẹ còn khỏe mạnh thì không sao, bố mẹ không sao, thực sự là rất là không sao, thậm chí còn tuyệt vời nữa là khác. Nhưng mà bây giờ bố mẹ yếu đi rồi thì sao, ai chăm sóc được chúng ta? Và bản thân chúng ta thì chắc gì đã có đủ sức lực để chăm sóc được bố mẹ. Mà giới trẻ bây giờ càng ngày thì làm sao càng yếu đuối, đến cái mấy tập mấy cái động tác yoga mà cũng còn đau là oai oái, cái năng lực vượt khó rất là kém cực kỳ luôn, không chịu thương chịu khó. Đồng nghĩa với cái việc đó thì cái xã hội bây giờ họ có quá nhiều những cái truyền thông gọi là truyền thông bẩn, là Kim Toàn dùng từ đúng là từ bẩn thật đấy. Họ bảo rằng là làm việc chịu thương chịu khó thì không tốt được đâu, không chắc là tốt đâu, chỉ đủ ăn thôi chứ không giàu có được, phải có kỹ năng đặc biệt, hoặc là phải có cái trí tuệ gì đó đặc biệt. Vật chất quyết định ý thức vào,
bản thân mình không độc lập được kinh tế thì làm sao mà độc lập được chính trị, đúng không? Bản thân mình còn phải lo cái việc là người khác cho ăn. Các cụ có câu là sợ người ở phải, hãi người cho ăn. Rồi đè gối, dựng cái bàn chân sau lên trước nhá, đè gối. Nè, căng này, rút thẳng cái đầu gối chân phải ra. Có nghĩa là ở cái thời đại khó khăn này, cái thời đại dễ dàng này, tạo ra những con người yếu đuối mà. Và những cái con người yếu đuối thì rất là dễ tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Và lại cũng bị phụ thuộc về ăn uống. Ở nhà thì phụ thuộc bố mẹ, thì thôi bố mẹ mắng một chút cũng chẳng sao. Ra đường lại phụ thuộc làm sao? Cơ quan sở mỏ tổ chức, dẫn tới yếu đuối của yếu đuối của yếu đuối. Và rồi thì một vài chục năm nữa, cái tình trạng mà chúng ta đang mắc phải là giống nhau hết, mặt bằng chung trên toàn quốc mà. Điều gì xảy ra thì các bạn biết rồi. Những con người yếu đuối lại tạo ra một cái thời đại khó khăn. Cái thời đại khó khăn đó là cái thời đại gì ạ? Giả thiết bây giờ Kim Toàn đang có con đúng không? Thì là đang là thời đại của thời đại dễ dàng tạo ra những con người yếu đuối. Vậy thì vài ba chục năm trước, vài ba chục năm nữa đấy, thì con cháu của Kim Toàn lại tạo ra một cái thời đại khó khăn. Con của Kim Toàn tạo ra một thời đại khó khăn. Thì cháu Kim Toàn lại phải làm sao? Lại phải vất vả, nhọc nhằn lại từ đầu. Thì các cụ cũng có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Không ai khó ba đời là như vậy đấy. Cứ thời đại khó khăn lại tạo ra con người mạnh mẽ. Con người mạnh mẽ lại tạo ra thời đại dễ dàng. Thời đại dễ dàng lại tạo ra những con người yếu đuối. Cứ xoay vòng như vậy thì làm gì có cái chuyện làm sao có tiến bộ được. Cứ luẩn quẩn, lặp đi lặp lại cái điều đó. Không nhất thiết phải vài đời đâu nhá, mà bản thân chúng ta đang sống với chu kỳ xã hội, chúng ta cũng bị cuốn theo như vậy. Có thể rất là nhiều người trước đây mạnh mẽ cực kỳ luôn, ý chí sắt đá, nhưng sau một thời gian làm sao cơ thể xuống cấp, mệt mỏi quá. Tại vì sao? Các bạn không bổ sung các kiến thức chăm sóc sức khỏe, các bạn trở thành con người yếu đuối ở trong một cái thời đại dễ dàng, đúng không? Rồi tiếp tục nhá, chống hai tay này, bước lùi thế còn rắn, rất là quen thuộc nhá. Dựng hai bàn chân này, dựng chắc chắn bàn chân lên, đúng không? Động tác rất là dễ. Nâng cao vai lên, rút dài cột sống lên một chút. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì cần phải có cái công cụ gì đó chứ. Có cái công cụ gì đó để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ ngay cả trong những thời đại dễ dàng này. Có đúng không? Không phải là thôi nó dễ dàng quá thì thôi không sao, mình cũng khổ rồi, vất vả rồi, thì để con cái mình dễ chịu, sung sướng một chút, mình cũng cảm thấy rằng là hài lòng. Còn được chút nào thì hay chút đó. Ô, thế con của mình được hưởng lợi, vậy thì sau này liệu mình có cháu có được hưởng lợi như vậy không? Nhiều khi các cụ ngày xưa có câu như bà Kim Toàn ấy, bà nội Kim Toàn bảo rằng là gạo không thấy còn thấy tấm, gạo không thấy chưa nói gì đến tấm. Có nghĩa là các cụ bóng gió là con của mình cũng chưa chắc đã chăm sóc được mình, chưa chắc đã báo hiếu được mình, chưa nói gì đến cháu. Nhưng sự thực thì không phải như vậy. Có cháu, các cụ cũng có câu là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Trước đây thì Kim Toàn nghe câu đó, Kim Toàn cảm thấy cái điều gì đó nó không thực tế, chả hiểu gì cả. Nhưng đúng là khi Kim Toàn có con thì Kim Toàn tự động được làm cha. Vậy có nghĩa là có con rồi thì Kim Toàn mới được làm cha, sinh con rồi mới sinh cha mà. Mà mặc định Kim Toàn có con thì có nghĩa là con của Kim Toàn trở thành cháu, và bố của Kim Toàn thì mới được thành ông, đúng không? Ba cái thế hệ đó sống chung trong một gia đình. Thì có thể là các bạn không để ý nhiều, nhưng Kim Toàn học tập và chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe còn phải liên quan đến các kiến thức về gia đình nữa. Thì đấy là một cái gia đình, cái mẫu gia đình mà có lẽ đến thời điểm này là vẫn rất là đẹp, vẫn rất là tuyệt vời. Gia đình truyền thống, mẫu gia đình truyền thống có nghĩa là có bố mẹ này, các con này và các cháu sống trong một cái khu vực, có thể là một ngôi nhà chung, cũng có thể là một cái sân chung. Một cái sân chung nhá, thế chó giữa mình và đè về. Nhưng xã hội hiện đại thì các bạn biết rồi đấy. Ông bà thì đa phần, ông bà trước đây đấy, ông bà trước đây bây giờ thì có lẽ không còn nhiều đâu. Ông bà trước đây thì có lẽ bây giờ phải tầm 8-90 tuổi trở lên rồi. Thì thôi các cụ già quá rồi, thì chăm sóc các cụ thôi. Còn ông bà mới bây giờ tầm khoảng hơn 60 tuổi, nhiều lắm. Và ông bà thế hệ mới bây giờ nhá, sử dụng điện thoại internet nhoáy nhoáy nhoáy, thì điện thoại thông minh và các công cụ mạng siêu lắm. Và ông bà thế hệ mới này cũng tiếp cận được con cháu cũng không khó đâu. Có nghĩa là con cháu biết 10 thì mình cũng phải biết vài. Và đồng thời con cháu cũng khá là giỏi giang trong cái việc là sử dụng các cái công cụ thông minh và chia sẻ lại cho các công cụ, các bà cụ, đúng không? Chứ chưa nói là bố mẹ của chúng ta là hơi có tí một tuổi một chút thôi nhá, đúng không? Thậm chí là nhiều ông, nhiều bà bây giờ nhá, 60-70 tuổi, thậm chí 70 tuổi vẫn làm sao lái xe vèo vèo vèo, vẫn đi chơi ba sàn, vẫn làm sao chơi các cái môn thể thao vận động rất là văn minh, nhảy này, yoga này, gym này, đầy đủ hết, chả thiếu gì cả. Thôi giữ thẳng người ra, nhân công nhá. Gác ngang cái cẳng chân trái, ngang
với chiều dài của thảm. Còn trong trường hợp nhọc quá thì kéo gọn gọn vào lòng một chút, chúng ta đổi bên thôi. Đúng không? Nằm xuống. Thấy tức ở trong cái gì ạ? Ổ khớp háng ở phía ngoài mông này, hông háng này và tức ở gối này. Càng tức thì càng tốt nhá. Có phải là các động tác Kim Toàn hướng dẫn rồi đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng tầm 30-40% các động tác là kéo giãn để giúp máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Đồng thời tập những động tác trương lực cơ để giúp cái bó cơ ở bên yếu nó làm sao nhỉ? Khỏe lên. Đúng rồi. Thật tĩnh. Và theo thời gian thì tự động chúng ta sẽ khỏe hơn thôi. Càng tĩnh càng tốt nhá. Càng chắc chắn, càng chặt chẽ thì hiệu quả càng cao. Tĩnh, chắc, chặt chẽ. Ok. Tĩnh, chắc, chặt chẽ. Rồi, rất là tuyệt vời. Chia sẻ câu chuyện thì khá là dài, nhưng đúng là ở một gia đình, một chuỗi gia đình ấy, mà thực ra người Việt của chúng ta là có cái mẫu gia đình truyền thống là gồm ít nhất là phải có 3 thế hệ. Còn mẫu gia đình đại đồng, gia đình đại đồng có nghĩa là phải có 4 thế hệ, có cụ nữa cơ. Nhưng bây giờ cái mẫu cấu trúc gia đình mà có ông bà rồi bố mẹ con cái là hiếm đấy. Chắc ở thành phố là không còn nhiều đâu. Không còn nhiều luôn đấy. Một phần là vì con cái cũng có điều kiện tốt, muốn sống là ở riêng cho thoải mái mà. Các bạn quên mất điều rằng là chúng ta không có thời gian chăm sóc con cái. Thực sự là để có thời gian mà chăm sóc được con cái nhé, các bạn có trí tuệ thì mới có thể làm sao sống được ở một cái gia đình mà gọi là gia đình mẫu gia đình bây giờ có hai thế hệ thì gọi là mẫu gia đình gì nhỉ? Kim Toàn nói nhiều quá hay quên. Gia đình gọi là gia đình mẫu mà có hai gia đình thì người ta gọi là Kim Toàn không nhớ nữa, quên mất rồi. Mà quen thuộc lắm. Người ta gọi là gia đình gì nhỉ? Mẫu gia đình mà chỉ có hai thế hệ thôi thì gọi là gia đình chết rồi. Sao lại quên nhỉ? Hay nói nhiều quá lú. Đại ý là hiện tại bây giờ là đang có 4-5 mẫu gia đình mà đang là một cái cấu trúc gia đình tốt nhất của xã hội hiện đại bây giờ. Thứ nhất là mẫu gia đình mà có hai thế hệ, người ta gọi là gia đình đấy là gia đình. Xin lỗi các bạn, nói nhiều quá thành lú, chả nhớ nữa. Mẫu gia đình gì có hai thế hệ nhỉ? Chỉ có bố mẹ và con cái mà gia đình hạt nhân. Gia đình hạt nhân đúng không? Hiện tại là mẫu gia đình mà có hai thế hệ sống trong một gia đình, trong một căn nhà đấy, thì là đang là cấu trúc gia đình mạnh nhất. Tại vì tối giản mọi thứ luôn, không phải lãng phí chi phí. Nhưng để có một cấu trúc gia đình đó đấy, thì phải thế hệ trước cũng phải rất là mạnh mẽ thì mới có thể là độc lập được. Xong rồi chuyển sang mẫu gia đình thứ hai là mẫu gia đình truyền thống là có 3 thế hệ, thì mẫu gia đình này thực sự là tuyệt vời vô cùng luôn. Tại vì bố mẹ sẽ toàn tâm toàn ý là làm được việc, và ông bà thì trong trường hợp về hưu rồi thì ở nhà chăm sóc con cháu, con cái và con cháu thôi. Thôi nhổm dày đè hông, dựng cái chân trái của mình lên. Chúng ta đổi bên thôi. Và có cái sự thay đổi gì đó cho dù là rất là nhỏ thì ông bà cũng phát hiện ra ngay. Chúng ta toàn tâm toàn ý cho cái việc kiếm tiền, nhàn lắm. Tính thì có vẻ là tính ra tính lại đấy thì có vẻ là hơi phiền vì phải thế này về thế kia, chẳng qua là chúng ta không bóng bàn được với nhau thôi. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng thì phải bóng bàn trước cái việc kiếm tiền của con, ông bà không được xen vào, đúng không? Và nuôi dạy con cái là cho ăn, chứ đưa đón đi học thì ông bà được quyền. Còn con của con là con phải dạy theo cái ý của con, đúng không? Dạy theo cái chế độ mới hiện đại hay cái gì đó, mình cũng bóng bàn được với nhau là ok luôn. Chứ bây giờ cứ chống đến xuôi kèn ngược thì làm sao mà làm được. Ông dạy một kiểu, bà dạy một kiểu, bố dạy một kiểu, mẹ dạy một kiểu thì loạn hết lên, làm mệt nhau thôi, đúng không? Thì mình phân chia công việc ra. Mẫu gia đình tiếp theo là mẫu gia đình đơn thân. Đơn thân đúng không? Đơn thân là chỉ có một vợ một chồng thì lại còn siêu nhẹ nữa, nhẹ vô cùng luôn. Thậm chí là còn nhàn, rất là nhàn, chả có cái việc gì mà phải lo nghĩ cả. Ngoài ra thì còn thêm một mẫu gia đình nữa là mẫu gia đình đơn. Có nghĩa là hai vợ chồng thì ở với nhau nhưng mà không sinh con đẻ cái. Bây giờ nhiều lắm, nhiều những thành phố lớn, nhiều đội tuổi trẻ bây giờ đấy, các cháu cảm thấy quá áp lực về cái việc là chăm sóc con cái và không muốn chăm sóc con cái, không muốn đẻ, đúng không? Và còn một mẫu gia đình nữa thì bây giờ thực sự là chỉ còn ở những cái gia đình mà gọi là vương gia vọng tộc ấy. Nghe vương gia vọng tộc thì hơi quá, nhưng sự thực là phải có một cái gì đó rất là đặc biệt, là mẫu gia đình mà ở đến 4-5 thế hệ ở trong làm sao, trong một gia đình, một khu vực. Có thể là những cái công ty lớn, cũng có thể là cái tập đoàn, hay chỉ là những công ty gia đình thôi. Có cả cụ này, cả ông bà này, cả bố mẹ này, cả các con này, thậm chí có cả các cháu, 5 thế hệ cơ mà, đúng không? Rồi đè gối. Thì những cấu trúc gia đình đó thì chúng ta mới có nhiều cái thời gian để toàn tâm toàn ý cho cái gì ạ? Cho cái việc lao động kiếm tiền, đúng không? Còn việc còn lại thì nhờ ông bà phụ giúp, nhàn vô cùng luôn. Và con cháu thì được hưởng rất là nhiều quyền lợi, tại vì chúng ta có cái cơ hội nhìn ra mình. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu dưới nhà rồi mới sinh ông, đúng không? Mình mới nhìn thấy cái bóng dáng của mình ở đó, mình mới nhìn thấy cái nhu cầu ở trong quá khứ của mình ở đó. Còn thôi thì xã hội hiện đại thì người ta tập trung chủ yếu vào vật chất là chính thôi,
không còn tập trung vào các cái giá trị khác nhiều. Tại vì cái xã hội bây giờ thì chúng ta không thể tự sản xuất được, cứ người nọ phải sống ở người kia. Nhiều khi cái nghề dịch vụ là chính, mình cũng có bao giờ sản xuất ra được cái gì đâu. Mấy người thực sự là sản xuất ra được cái gì đó, còn lại là hầu hết là làm sao bỏ trống một cái khoảng ABC nào đó, dẫn tới là có cái tổn thất. Và những cái tổn thất đó thì chúng ta phải trả giá thôi. Cụ thể là con cái các bạn là có các vấn đề về kiểu ích, kiểu o, bàn chân bẹt, nhưng không được xử lý sớm. Mà muốn xử lý được thì lại cần phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì buộc phải học tập thường xuyên và lâu dài, chứ không phải là cứ kênh YouTube, kênh top top họ hướng dẫn ba cái động tác yoga hay là động tác gì đó để chữa được cái chứng kiểng ích hoặc kiểng o hoặc bàn chân bẹt thì không bao giờ có đâu. Chắc chắn là không bao giờ có đâu. Làm gì có chuyện dễ như vậy. Dễ quá như vậy thì đã ra được cái kết quả gì? Mỗi một bài tập tập được có vài ba phút lều khà lều khều như vậy mà ra kết quả thì điều gì ạ? Người ta chỉ là đáp ứng cái nhu cầu lười của mình thôi. Còn các bạn cứ thử đi, thử mãi thử miết thì thấy chẳng có tác dụng gì là chán ngay mà. Thôi thu chân, thấy anh Hùng quỳ, khép chặt hai chân vào nhau nhá. Chán quá, nhọc quá thì điều gì xảy ra nhỉ? Thôi chứ làm gì, chả thiết làm cái gì nữa, vài hôm nữa rồi chán. Thử mãi thử miết hết cái giải pháp này sang cái giải pháp khác, và cuối cùng là thôi, chả có cái tác dụng gì đâu, chẳng hợp. Lớn lên chờ phẫu thuật, làm gì có phẫu thuật, có mấy người có thể xử lý được phẫu thuật đúng không? Thì Kim Toàn hàng ngày gặp khá là nhiều những cái trường hợp như vậy. Và hầu hết bố mẹ là lười, Kim Toàn nói thật là lười, không chịu học tập và cứ coi cái việc học tập là cái việc không cần thiết. Thậm chí là còn bảo rằng là kiếm tiền là chính, cái việc này không có giá trị gì cả. Kim Toàn không thì cũng không thiếu gì tiền so với một số người, có thể là cũng chưa đầy đủ tuyệt vời, nhưng vẫn phải hàng ngày tự học tập, tự làm việc, tự quét nhà, rửa bát, nấu cơm, chứ không thuê được đâu. Làm gì có chuyện có mấy người có thể là thuê được hết, không có nhiều đâu. Còn hầu hết chúng ta đều phải chủ động hết, đến cả xã hội này, xã hội chủ nghĩa đúng không, hay là xã hội gì đó, hay là cái tôn giáo gì đó, hay là công ty gì đó, họ vẫn luôn luôn hướng dẫn con người là tự lao động tự làm việc, chứ không tự lao động tự làm việc mà cứ dùng ba cái thủ thuật gọi đơn giản gì đó thì chỉ là chộp giật cơ hội được một chút xíu thôi, nhỏ lắm, nhỏ cực kỳ luôn. Và nhiều khi còn chẳng biết tận dụng cái cơ hội đó để làm những cái điều tốt đẹp hơn, mà còn là làm sao làm tổn thương chính cơ thể của mình. Rồi chống tay trái sang ngang, nghiêng người duỗi hai chân về trước nhá, tự chủ động kéo quặp cái bàn chân về phía lòng của mình, đúng rồi, rút dài cuộc sống này, lách lách lựa lựa rút dài hai tay này, túm cái cạnh ngoài bàn chân nhá, bẻ ra ngoài một chút, đúng rồi, bẻ ra ngoài, làm sao cho mà toàn bộ cái gam lòng bàn chân ấy, ở giữa lòng bàn chân của chúng ta, dưới lòng bàn chân của chúng ta này, có cái dây cơ, cái dây cơ giống như là gân ấy, các bạn nhớ cái từ khóa là nghe quen quen đâu đó là gân gam lòng bàn chân đúng không? Gam lòng bàn chân ấy có một cái dây bấu từ đây sang đây, từ gót cho đến các đầu ngón chân ấy, thì do trong một thời gian dài chúng ta bị bàn chân bẹt, kiểng ích kiểng o, dẫn tới là cái gam lòng bàn chân của chúng ta bị giãn, có thể là không giãn cả sợi mà giãn một nửa sợi ở phía ngoài hoặc phía trong. Thường là kiểng ích thì sẽ giãn một nửa sợi ở phía trong, nửa sợi ở phía ngoài, phía trong là trong lòng bàn chân này, phía ngoài là ngoài này, đúng không? Bên trong thì bị giãn, còn bên ngoài thì bị khô, sơ, cứng, đúng không? Và rồi dẫn tới điều gì thì các bạn biết rồi, toàn bộ cấu trúc xương của chúng ta bị đổ sập vào trong, đổ sập vào trong nhá. Thì buổi sau nữa thì các bạn có thể tương tác với Kim Toàn ở trong cái chuỗi video cũng 3 buổi tập chữa bệnh chân dài, chân ngắn cho trẻ. Mình dùng hẳn tư bệnh luôn, cho nặng hơn một chút. Và thường chân ngắn chân dài mà không biết cách xử lý đấy thì sớm hay muộn cũng tập tễnh thôi. Kể cả các bạn chờ lớn xong rồi phẫu thuật nhá, 17, 18 tuổi để các con ổn định bộ xương rồi, cắt cái xương ra, đúng không? Cắt cái xương ra, cắt hai đầu, đầu trên, đầu dưới. Ví dụ cái đoạn xương nó dài như thế này, đúng không? Chân dài, chân ngắn, cắt ở đây một đoạn, cắt đây một đoạn, cắt đứt ra, sau đó kéo tách ra khỏi nhau, luồn một cái dây sắt vào giữa hoặc là cái lõi sắt ở giữa, vít cái đầu dưới với đầu trên, sau đó kéo ra một đoạn, bên trên kéo tách xuống một dưới một tí, bên dưới kéo tách lên một tí. Ồ, 2,5 phân đơn giản mà không khó đâu, chỉ tầm một năm sau là bây giờ là làm sao liền lại. Nhưng mà các bạn quên mất điều rằng là chờ đến 18 tuổi bắt đầu mới tập ấy nhá, mới phẫu thuật đấy, thì có lẽ là các con tập tễnh suốt bao năm rồi, dẫn tới làm sao xô lệch khung chậu rồi, cong vẹo cả cuộc sống rồi, thì hai chân nó bằng nhau thì nó làm sao nhỉ, không xử lý được vấn đề đâu. Chứ không phải là cứ chữa được chân dài chân ngắn rồi hay là kiểng ích kiểng o rồi là tự động nó sẽ khỏi mãi nhá. Nó sẽ có những cái biến chứng, và các biến chứng đó có cái thời mốc cụ thể rõ ràng, thì các bạn cố gắng theo dõi cái chuỗi video tiếp theo nhé. Toàn bộ những kiến thức này thì Kim Toàn đang đào tạo huấn luyện viên hàng ngày luôn, chứ không phải là kiến thức tào lao nói chuyện chơi chơi chung chung nữa nhá. Thôi buông nhổm dậy. Rồi, buổi tập thứ 2 thì kết thúc ở đây.
Và trong buổi tập này thì các bạn thấy rằng là có một động tác lặp đi lặp lại khá là nhiều lần đúng không? Buổi sau thì Kim Toàn cũng có một chuỗi bài tập tương tự như vậy, lặp đi lặp lại khá là nhiều lần. Động tác yoga thì lặp đi lặp lại, các bạn chỉ cần làm theo Kim Toàn thôi, không cần phải để ý gì nhiều. Còn trong trường hợp thấy khó tập quá thì cứ nhắn tin riêng với Kim Toàn: thầy ơi, tôi cảm thấy khó tập quá, có cách nào đó để giúp tôi tập tốt hơn không? Thì Kim Toàn đã cho các bạn, tặng các bạn một cái bộ video ngắn lắm, chỉ rơi vào tầm khoảng 50 phút thôi. Thì các bạn sẽ làm sao? Nghe, đôi khi vừa ngủ vừa nghe thôi, có cần phải nhìn đâu, đúng không? Sẽ tập thì rất là dễ, rất làm sao hiệu quả. Ngoài ra thì trong trường hợp là để giúp Kim Toàn, trong một cái trường hợp tuyệt vời đấy là để giúp Kim Toàn chia sẻ nhiều kiến thức Kim Toàn tới cộng đồng nhiều hơn, để giúp cho một số người mà họ không có điều kiện kinh tế tốt, hoặc là họ sống ở những cái vùng miền mà không được chạm tới những cái khoa học kỹ thuật tốt, thì họ có thể chủ động chăm sóc cho chính bản thân của họ và gia đình con cái của họ phần nào đó, để tránh trường hợp là cái tình trạng tăng nặng lên theo thời gian và có những cái mốc nhá. Để làm được điều đó thì rất mong các bạn có thể giúp Kim Toàn bằng cách là nhấn cái nút like, nút thích, chia sẻ hoặc là comment những cái điều tích cực vào trong cái video của Kim Toàn. Để thuật toán của YouTube sẽ giúp Kim Toàn chia sẻ nhiều cái video của Kim Toàn cho nhiều người biết hơn. Các bạn hình dung này, xã hội không ai cho không ai một cái điều gì cả. Giả thiết như bây giờ có một ngày nhá, toàn bộ đất nước của chúng ta là có khoảng 1 triệu người xem kênh YouTube. Nhưng bây giờ có nhiều người ta có tiền và người ta chạy bài mà, thì cái thời gian mà người ta xuất hiện, người ta xem trên YouTube ấy, người ta sẽ đưa vào những các video giải trí hoặc là cái video gì đó để cho chúng ta cảm thấy vui, chúng ta mua những cái sản phẩm. Nhưng thực sự là cái nhu cầu thực của chúng ta đấy thì lại không có, tại vì Kim Toàn làm những cái video như thế này thì không phải ai cũng cần đâu. Có một số lượng rất là nhỏ, những người bị bàn chân bẹt, kiềng ích, kiềng o, hoặc là chân dài chân ngắn thì họ mới quan tâm chứ. Có xã hội có phải ai cũng như vậy đâu. Và cái video của Kim Toàn đôi khi làm ra chỉ ở đó thôi, không có ai xem cả, rất là lãng phí rồi, rất là đáng tiếc đúng không? Thì các bạn chỉ cần làm cái hành động nhỏ là thích một cái, hoặc thả tim một cái, hoặc là làm sao: ôi bài tập tuyệt vời quá, mong thầy ra nhiều video tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là mong khi được gặp lại các bạn ở buổi tập của ngày thứ 3, buổi tập cuối nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.